Công an huyện Văn Giang vừa khởi tố bị can tạm giam Trần Tiến Mạnh 30 tuổi ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Trước đó vào dạng sáng ngày 19 tháng 10, cửa hàng vàng bạc Tuấn Hưng ở thôn Phúc Thọ xã Nghĩa Trụ đã bị kẻ gian đột nhập, lấy đi rất nhiều tài sản gồm vàng bạc, các loại và một số tiền mặt có tổng giá trị gần 775 triệu đồng. Đêm ngày 4 tháng 10, kẻ gian cũng dùng thủ đoạn tương tự cắt khóa của cửa hàng điện thoại Tiến Đạt ở thôn Đồng Tỉnh xã Nghĩa Trụ trộm cắp 26 chiếc điện thoại di động, máy tính bảng iPad, một số thẻ nạp tiền điện thoại có tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Sau thời gian truy xét, công an huyện Văn Giang đã điều tra làm rõ Trần Tiến Mạnh là đối tượng gây ra hai vụ trộm cắp trên, hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.